Như bạn đang thấy thì hiện nay tôi đang có mặt tại trung tâm triển lãm Sài Gòn SCC tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và tại địa điểm này ngày mai sẽ diễn ra một sự kiện rất là hoành tráng và xem là lớn nhất đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hiện nay, đó chính là triển lãm ô tô Việt Nam 2019. Và đến với sự kiện năm nay thì chúng ta sẽ gặp hàng loạt những mẫu xe, từ những mẫu xe hạng sang cho đến những mẫu xe bình dân. Ví dụ như là từ Mercedes, Audi, rồi Lexus, Volvo cho đến Toyota, Honda, Ford và kể cả là Subaru, Suzuki. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong để xem trước giờ GG, trước giờ khai mạc ngày mai thì sự kiện đã được chuẩn bị ra sao và những mẫu xe nào sẽ xuất hiện tại sự kiện năm nay. Xin mời các bạn.